Không quản ngại đường xa, những học sinh của dân tộc thiểu số A Kha đã tới hang Tham Luông để massage cho những người tham gia cứu hộ. Các em cũng sẵn sàng tiến hành massage cho những cậu bé trong đội bóng được cứu ra đầu tiên. Các em đã được huấn luyện để giúp thư giãn cơ bắp của những cầu thủ nhỏ hiện đang bị kẹt quá lâu trong hang. Em đến đây để massage cho mọi người và nhặt rác. Các em học sinh dành thời gian rảnh rỗi để giúp đỡ mọi người, mặc dù phải vượt một quãng đường xa để tới đây, là một điều rất đáng trân trọng. Các tiểu thương, người dân trong vùng cũng tình nguyện tới đây chuẩn bị và phân phát đồ ăn. Nhà vua Thái Lan đã ra lệnh bố trí một khu bếp ngay trước hang để phục vụ những người liên quan. Việc phục vụ bữa ăn miễn phí là cách người Thái bày tỏ lòng biết ơn đối với các quan chức, tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ. Trong cuộc giải cứu, một cuộc chạy đua thực sự với thời gian, thì sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng tình nguyện viên có tác dụng khích lệ tinh thần rất lớn.